Thì chú có một câu trả lời cho một cái người bạn mà đã gửi đến cái thông tin để chú, để mong rằng có được câu trả lời. Cái câu hỏi là như thế này. Khi mà đi, cô ấy là người học lớp 4 rồi, khi đến chữa lành hoặc là làm những công thức thì lại bị một số vấn đề trở ngại về vấn đề năng lượng. Thì câu trả lời của chú là gửi đến tất cả anh chị em lớp 4 là như thế này. Thì cũng như là chú trình bày đó, là tất cả anh chị em chúng ta học energy là để chứng minh cái đạo đức, cái tình thương thật sự của mình bằng cái lời nói, bằng cái việc làm. Và bằng cái lời nói và việc làm, mình phải chứng minh bằng cái phần năng lượng của tâm linh đến với anh chị em. Cũng như nếu mà anh chị em học lớp 4, anh chị em học lớp 3 mà anh chị em chưa đạt được những cái tiêu chuẩn đó, thì anh chị em sẽ không thể nào kết nối với cái tầng năng lượng để hỗ trợ giúp cho những người xung quanh chúng ta. Vì vậy chú khuyên tất cả anh chị em, mặc dù anh chị em đã từng đừng suy nghĩ rồi, mình có đủ phẩm chất của đạo đức, của tình thương. Chú đồng ý với anh chị em trên quan niệm đó, ai cũng hiểu cái điều này hết. Nhưng mà khi sự việc nó xảy ra, những cái trạng thái làm cho chúng ta không cảm thấy hạnh phúc khi đối diện với những người thực hiện những cái tiêu cực, thì anh chị em ở trong trạng thái bình tĩnh như thế nào và anh chị em xử lý tình huống nó ra sao? Đó là cái điều đặc biệt mà chú luôn luôn nào cũng nhắn nhủ tất cả anh chị em từ lớp 3, lớp 4 trở lên, là chúng ta phải minh định một sự việc. Dù bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra, anh chị em cũng lấy cái đạo đức, cái tình thương chuẩn mực để anh chị em xử lý những cái trường hợp đó. Đó là cái câu mà chú vẫn chia sẻ với anh chị em. Một tay nắm đạo đức, một tay nắm với tình thương, thì anh chị em xử lý tất cả mọi sự việc nó an toàn hết. Và anh chị em có thể hỗ trợ trên tất cả mọi người về tất cả những bệnh đau, thực hiện thời tiết, thực hiện về tâm linh, cầu nguyện, vân vân, đều được sự hỗ trợ của năng lượng để anh chị em hoàn thành sứ mệnh lan tỏa yêu thương đến tất cả những người xung quanh của mình mà không bao giờ bị trở ngại. Tại vì anh chị em đã đạt được cái sự kết nối đó rồi. Anh chị em đã có tần số cộng 1 trừ 1 và anh chị em nằm ở trong cái vị trí, cái tần số được gọi là hỗ trợ mạnh mẽ nhất, thì không có lý do gì anh chị em bị tổn thương. Và nếu bây giờ trường hợp anh chị em bị tổn thương, anh chị em về anh chị em tập lại 3 phút 30 giây hết liền đó. Còn nếu mà tập lần thứ hai chưa hết, 3 lần thôi là tập, là anh chị em sẽ trở lại vị trí bình thường liền. Anh chị em có thể, nếu mà về anh chị em gặp trở ngại là hơi nhức đầu, hơi mệt hoặc là lạnh tay lạnh chân, anh chị em về thực hiện công thức chữa lành cho chính mình 3 lần. Cái lần thứ nhất sau 3 phút 30 giây chưa hết, nghỉ 5 phút, anh chị em tập lại lần nữa. Rồi nếu mà trong 5 phút nữa chưa hết thì anh chị em tập lại một lần nữa, là tất nhiên là anh chị em sẽ có 3 lần để tập để giải quyết những cái trạng thái đó.